Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món siêu thần tốc luôn. Đó chính là món mì trộn chua ngọt. Nguyên liệu thì gồm có là mì nè, trứng chiên, rau, và cái nguyên liệu chính để làm nước sốt chua ngọt đó mọi người là có tương ớt nè. Tương ớt thì Dâu dùng tương ớt của Jolly Mét nha. Nguyên liệu thứ hai chính là nước mắm. Ở nhà Dâu thì hay xài nước mắm của hiệu Liên Thành đó mọi người. Nguyên liệu thứ ba là chanh, ớt dành cho những bạn nào mà muốn ăn cay thêm. Còn Dâu thì không có ăn cay, Dâu để chung cho đẹp thôi. Đây là đường và một ít bột nêm. Mình sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ đông một muỗng tương ớt bỏ vô nha mọi người. Bạn nào ăn cay nhiều thì bỏ nhiều, còn Dâu thì ăn cay ít thôi nên Dâu chỉ bỏ một muỗng thôi là được rồi. Khi tiếp theo chúng ta sẽ bỏ khoảng một muỗng đường nha. Mọi người cứ bỏ từ từ thôi, để chút nữa mình sẽ nêm nếm lại cho vừa miệng. Một xíu một đẹp. Cho thêm một muỗng nước mắm nha mọi người. Lấy đúng một muỗng nha. Cuối cùng là mình sẽ cho một lát chanh vào nha mọi người. Đó, như vậy là hỗn hợp của mình đã xong rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần quậy đều lên thôi. Sau khi quậy tan đều hết rồi thì mình sẽ được một cái hỗn hợp như thế này nha mọi người. Nó phải sánh sánh như thế này nè. Thì nó mới đúng là kiểu sốt như mà sốt chua ngọt giống như của Thái vậy á. Chúng mình sẽ bắt đầu trộn với mì nha. Mì mình đã chuẩn bị sẵn như thế này rồi, mình sẽ bắt đầu trộn nha. Bắt đầu mình sẽ rưới khoảng 2 muỗng để mình lấy đũa mình xóc cho mì nó đều lên. Rồi mình sẽ rưới tiếp nhé. Trời, thơm lắm mọi người ơi. Mọi người cứ bắt chước làm kiểu này giống như Dâu đi, đảm bảo ăn siêu ngon luôn. Đây, mình đã thấy nó đều rồi. Mình sẽ bỏ thêm một xíu nha, tại mình thích ăn sốt nhiều một xíu. Ok, rồi mình sẽ trộn lên rồi mình sẽ chan trứng, trứng và rau vào luôn nhé. Mình đã bỏ trứng vào như thế này rồi đây, xong mình sẽ bứt rau và bỏ lên trên chiếc nó đẹp nè. Mình đã hoàn thành tô mì trộn sốt Thái siêu ngon luôn á mọi người. Món này á hả, dành cho mấy bạn nào mà kiểu như muốn ăn mì á nhưng mà sợ nổi mụn hay gì đó thì mình cũng có thể làm, hoặc là muốn đổi khẩu vị một xíu thì mình cũng có thể làm món này nha. Tại vì mì á là một chất vô cơ, nhưng mà mình kết hợp ăn với rau á, với lại với thịt cá trứng hoặc cái gì chất đạm vô á thì mình sẽ không có bị nổi mụn nha mọi người. Tại vì nó dung hòa giữa hữu cơ và vô cơ thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người thành công với món mì trộn sốt Thái này. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người.